Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác Tô Và mình nhớ đâu đó là khoảng hai video trước á thì uh, mình uh, làm một cái clip về random trác quỷ và mình nói là sẽ chèn những cái ảnh uh, à vào trong video để cho các bạn đổi mật khẩu. Thì bây giờ mình chợt nhớ ra là mình edit video mình quên chèn. Uhm, dấu hiệu của tuổi già nó đã đến là như vậy á các bạn. Uh, cũng gần 30 đến nơi rồi nên là già cả nó 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 dễ quên như vậy á trong video này thì mình edit thì mình sẽ chèn cho các bạn ha. nếu mà trong video này quên nữa thì thua luôn á các bạn. thôi được rồi. thì uh, bây giờ mình sẽ trở lại với chủ đề chính của video này. đây là chính là trái sa đao. mình đã lỡ ăn nó luôn rồi. thì uh, mình nhặt được nó và trái này thì mình không có mua vĩnh viễn. cho nên là video này thì mình sẽ test trái này thôi và chắc là nếu mà yếu quá thì mình sẽ đổi lại trái khác và cũng không có cơ hội để so sánh với nhiều trái quỷ đâu ha. Uh, trái sa đao này mình đã cài lên 1 rưỡi battery rồi. Và mình cũng đã test sơ sơ về cái trái này Mình cũng cảm thấy là cái đáy này có cái chiêu thức khá là kích thích đó các bạn nó Không phải lộn, nó không phải là kích thích mà nó một dạng là đánh đơn mục tiêu khá là tốt Rồi thì nó như thế nào trong video này mình sẽ test cho các bạn xem ha Đầu tiên là chiêu Z Chiêu Z thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ xung quanh mình và nó gây được 11 mờ đam Nếu bây giờ mà so sánh về đam thì chắc là sẽ không thể nào so sánh được với những cái trái quỷ mà thuộc cái hệ đỏ này nè Bây giờ game này thì nó có cái shop trong người luôn Cho nên là khá là dễ nếu bạn uh, sử dụng trái quỷ vĩnh viễn Hiện tại thì mình có 3 trái quỷ vĩnh viễn ở đây Còn trái shadow thì mình nhặt được chứ mình chưa có mua vĩnh viễn uhm, Nếu mà thấy sau này nó nó ngon quá thì mình mua vĩnh viễn Nhưng mà test rồi thì mình cảm thấy nó cũng uh, được á các bạn Tiếp theo là chiêu ít Chiêu này á, nếu mà bạn sử dụng điện thoại hay những máy tính yếu á, Thì chắc chắn là nó sẽ rất là lắc thì mình thấy là cái chiêu này nó bay ra những cái 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 con quả đó, những cái con dơi á thì cảm giác cái máy mình nó còn hơi giật giật mà nói chi mấy bạn mà sử dụng máy yếu Cái giống như là những cái con quạ này nó, những con dơi này nó không được tới U nè Và nó dồn đam khá là cao, lúc nãy thì ba mấy ngàn hồi lúc nãy thì hai mươi mấy mờ, tự nhiên lúc này thì phải xài tới được ba mươi mấy mờ Không biết là cái sự khác biệt nó đến từ đâu, có lẽ là đến từ cái trí mạng các bạn Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng chiêu C Chiêu C thì nó tạo ra những cái vụ nổ từ vị trí mình đến một vị trí khác và đôi lúc thì nó sẽ có một cái lượng đam khác nhau á Mình sẽ thử đứng xa hơn coi là có phải là càng xa Thì đam nó sẽ càng to hơn hay không Bây giờ 19M Thế đôi khi thì mình test cái này á Nó được tới ba mươi mấy m đam Mình cũng không hiểu về cái cơ chế đam này Có lẽ là cái một cái vụ trong một cái vụ nổ á Nếu mà nó trúng được nhiều cái hai, hai cái vụ nổ thì nó sẽ gây được đam to hơn ấy Cái này thì không được Chả hiểu như thế nào Đó bây giờ nó lên được tới 38M đam không biết là cái cơ chế nó là nó như thế nào lúc thì đam nhiều lúc thì đam ít được rồi tiếp theo là chiêu v và mình sẽ sử dụng chiêu v nè chiêu v này thì nó sẽ khè ra một đường bóng tối <laughs> xa đau phải không mình không biết gọi đó là cái gì nó gây được tới sáu mấy mờ đam sáu m tám mờ đam á à, tại vì hiện tại sức mạnh mình nó cũng được tăng lên và mình đang sử dụng haki v hai đó chứ thực tế thì nếu mà đổi qua trái quỷ khác thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt à trái này đam thì sẽ không bằng những cái trái đỏ đâu mình không cần so sánh cũng biết nữa cuối cùng là chiêu b và các bạn thấy không chiêu b thì nó nổ một vụ nổ tính ra thì chiêu thức về trái này nó khá là đơn điệu nếu mà so với lại trái ma cà rồng đúng không nào uhm. và mình sẽ sử dụng tất cả những chiêu thức của nó cho các bạn xem là từ chiêu Z cho đến chiêu V Nhưng mà đợi đã, ồ lộn chiêu B Đợi đã mình sẽ chờ chiêu B hồi Thử xem là một combo của trái này thì nó được bao nhiêu đam Mình nhớ lúc trước á, mình sử dụng cái trái rồng Trái rồng hả, trái ma rồng gì mình không nhớ Mà khi mà chưa sử dụng Haki V2 chứ chưa được 13.000 điểm stat này nè Thì nó dồn cũng gần 1 tỷ đam á, còn này thử coi là như thế nào 139 m đam Thua trái ma rồng chắc luôn mà đang sử dụng Haki V2 luôn và bây giờ thì mình sẽ chờ để mình bật cái Haki Bá Vương lên để test luôn coi là đam nó bao nhiêu Như vậy thì mình khỏi cần so sánh Rõ ràng là game này nó có một cái sự khác biệt giữa cấp bậc của những trái quỷ Thì các bạn cũng thấy từ cái trái trắng cho đến là trái bảy màu hay là trái đỏ Nó đều có một sự khác biệt đúng không? Nó không giống như là trong lốc rút Đôi khi là trong lốc rút những cái trái quỷ nó thuộc dạng ibit Nó vẫn ngon hơn là những trái quỷ thuộc dạng là Mythical Rồi bây giờ mình sẽ bật Haki Bá Vương lên và mình sẽ chờ cái hiệu ứng hai kia bá vương nó hết đi các bạn biết sao không? tại lúc mà hiệu ứng hai bá vương này nó rối lắm các bạn không nhìn thấy được cái đam đâu rồi thì đây, zxcvb thử coi là dồn được bao nhiêu mờ đam còn bot nó chết luôn rồi. con ot nó chết luôn rồi mình test nhiều quá nhưng mà mình mạnh dạng dự đoán thì nó không quá 800 trăm mờ đam đâu lát là mình sẽ chờ hai kia bá vương thì nó hỏi đấy đây, đây 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 đây, mình sẽ lên test với con Gecko Moria luôn, bây giờ chiêu này nó hồi rồi Trái quỷ này thì chiêu cuối nó hồi khá là nhanh luôn Cho nên thì mình nghĩ trái này nếu mà đi uh, uh, đánh boss thì uh, cũng uh, cũng được các bạn Kiểu nó có thể, uh, đây được 875M nè Bởi vì chiêu cuối nó hồi nhanh á, mình, mình combo được liên tục Mình đổi qua đổi lại, thì giữ lại những cái loại vũ khí á Thì như, đúng như những gì mình dự đoán luôn, nó không quá 800M đam nhưng mà đôi khi thì lần trước á mình test thì nó đâu có 600 trăm ý mờ khi nó chí mạng á à, không biết là có phải là do cái trái quỷ macaron này tác dụng lên đam hay không thì đầu tiên thì mình sẽ sẽ hồi sinh lại ở đây đi rồi sau đó mình reset rồi mình sẽ test đam lại coi nó có sự khác biệt gì không đây là lần cuối mình test được rồi bây giờ thì mình sẽ lại mình đánh con ma nhân ốt Ủa mà ma nhân ốt đâu rồi ta nó không có ở đây là mình sẽ lại test với cái con Gecko moria đi. Mà nhân odd thì nó chưa ra. À, bật haki lên. được rồi, chỉ cần như đây thôi. À, tắt cái haki này đi. Nhiều bạn lại không thích cái này, các bạn lại thích nó có nhiều màu sắc hơn. Mình thì mình lại thích cái màu haki này nhìn nó đỡ chá mắt. Ủa, quên bật haki bá dương rồi. Nhưng mà cũng mình cũng nhớ rồi. Lúc nãy thì nó cũng nằm trong cái phạm vi đam là bao nhiêu đây chứ không phải là do cái 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 trái quỷ mà cà rồng nó tăng đam hay gì đâu tại uh, vì trái quỷ này thì làm sao mà tác dụng được qua cái trái quỷ khác đúng không nào uh, sẵn đây thì mình sẽ đi nhận một trái quỷ cho các bạn xem ở vị trí 17.000m khá là xa nhưng mà đừng 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 có nhìn vào cái 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 khoảng cách mà các bạn nghĩ là sẽ lâu tại vì uh, mình vừa nâng cấp cái thuyền của mình lên và cái thuyền mình bây giờ nó chạy khá là nhanh luôn nè mình nâng cấp cho toàn là tốc độ chạy rồi ra đi cái game này spam thiền nó hơi bị uh, mất thời gian. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là tốc độ của cái thuyền mới của mình nó chạy như thế nào á. Đây các bạn nhìn vào cái tốc độ nè. Thôi ơi, cái tốc độ lên tới 353. Mình nghĩ là uh, có thể lên được hơn nếu như mình nâng cấp cái thuyền hơn nữa. Có nên nhiều khi mình có thể nâng lên được tới tốc độ 400. Nhưng mà nhìn cái thuyền đi sát mặt biển nó nhanh như vậy á chứ thực tế thì các bạn bay trái quỷ thì tốc độ nó cũng gần bằng như vậy thôi thậm chí nhiều khi mình cảm giác là đi bằng trái quỷ nó nhanh hơn á, tại vì bạn không có mất công để bạn spam thiền rồi các kiểu, còn cái này nó ngồi thiền nó ra nó mất thời gian, rồi xong sau đó thì bạn phải lên tới chỗ bạn nhảy nhảy trong khi trái quỷ còn bay tới chỗ bạn nhặt luôn, đó uh, thiền thấy vậy á, chứ thực tế thì nó cũng chẳng ngon mấy đâu, rốt cuộc thì các bạn sử dụng trái quỷ bay, những trái quỷ xịn, những hàng như là trái rồng, hay trái ma cà rồng thì nó bay khá là nhanh luôn. Để coi là lần này được trái gì. Thông thường thì uh, nhặt trái quỷ trong đây nó không ra được trái ngon. Mà mình thấy là random nó mới ra trái ngon thôi. Nhặt trái quỷ trong game này nó ra toàn những trái củ chuối không à. Đó, trái quỷ gì nằm... À, gì trên đó nó có cái gốc cây mà. Mình tính nói là trái quỷ gì mà nằm trên cái nóc nhà ha. À, đây, cái hình dạng trái quỷ nè. Mình có thể thấy luôn là một trái màu tím. Chứ có là trái chớp. Đó, nhưng mình đã nói là nhặt trái quỷ thì không bao giờ ra được những trái ngon đâu. Cho nên là mình sẽ vứt nó và trong video này mình đã review cái trái sa cho các bạn xem rồi đây là một trái quỷ mà có chiều cuối hồi khá là nhanh uh, bạn có thể sử dụng nó để đánh á mình thấy là trái này nó đánh boss cũng ổn nhưng mà chắc chắn là mình không thể so sánh được với những trái quỷ dạng như là màu đỏ rồi thì tại trái bảy màu mà sao bằng đúng không cái game này thì nó phân cấp bậc trái quỷ rõ ràng luôn nên là cũng không có gì cứ cứ bạn cứ nhìn vào trong cái cái chỗ bán cái quỷ á thế nào nó nằm vị trí cao hơn thì đam nó thường là sẽ cao hơn á và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây bye bye mọi người nha và mình sẽ cố gắng mình nhớ mình chèn những cái ạt lại cho các bạn á. để quên thì chết luôn á